chào đón mọi người đang quay trở lại với chương trình Phim 2 là 1, chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Sau một tuần lại trôi qua, Quốc Khánh, Duy Khánh rất vui khi lại được gặp quý vị và các bạn trong không gian vô cùng dễ thương và hạnh phúc của chương trình Khi Hai Là Một. Hôm nay thì Khánh không muốn nói quá nhiều, tại vì Khánh muốn khách mời ra liền thôi. Tại vì khách mời này là hàng xóm của tôi. Dữ vậy sao? Nghe rất là nhiều lời yêu cầu của khán giả khi mà họ xem chương trình, và họ yêu cầu cái cặp đôi này rất nhiều, và thật sự tôi cũng mong cầu là cặp đôi này xuất hiện tại chương trình, mà không biết có mời được hay không, và may quá hôm nay mời được. Thật sự đây là một thử thách lớn cho hai chúng ta. Yeah. Nếu như mà hai chúng ta mà phá được cặp này là thật sự hai chúng ta quá giỏi. Không, xin phép nha, tôi không làm nha, có gì bạn phá một mình nha. Tôi sợ làm cái gì thất đức lắm, bởi vì cái cặp đôi này là cặp đôi mà tôi cũng hay theo dõi trên mạng xã hội và tôi rất là thích luôn. Ok. Và ngày hôm nay, một lần nữa xin được phép giới thiệu hai nhân vật khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là TG và Đức Lê. Xin chào. Yeah, em mời vào trong. Mời. Ok. Chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Khi Hai Là Một. Chào Quốc Khánh, chào Duy Khánh. Dạ. Tụi mình là TG và Deadlab và tụi mình đã quen nhau được 10 năm. À, mới cưới nhau năm ngoái. Một cái thời điểm này rất là đẹp ha. Con số 10 rất là đẹp luôn. Và ngày hôm nay các bạn có mặt ở đây để mà Khánh nghĩ nó sẽ là một cái điều để minh chứng cho việc là chúng ta tin vào tình yêu. Dạ. Vậy thì bây giờ để hiểu rõ hơn về cái tình cảm hai bạn dành cho nhau trong một thập kỷ vừa qua, thì chắc bây giờ chúng ta bước vào chương trình luôn Khánh hả? Ok, trước tiên thì cặp đôi chúng ta đến đây sẽ tạm thời tách lẻ nhau, chia làm hai đội. Vâng. Một đội đại diện là của Quốc Khánh, một đội là Duy Khánh. Ok, em chọn anh. Ok, rồi. Ok, cho gần. Ok, quá tuyệt vời. Như vậy là chúng ta đã chia đội xong rồi. Để nói rõ hơn về chương trình thì chắc bây giờ chúng ta bước thẳng vào vòng 1 luôn nha. Vậy thì chúng ta hãy đến với vòng đầu tiên của chương trình Khi hai là một. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vòng đầu tiên của chương trình Khi Hai Là Một. Và vòng đầu tiên của chúng ta được mang tên Lòng Tin. Cái chỗ này á là mình sẽ chơi một cái game, là các bạn sẽ ngồi đối diện nhau, sẽ có một cái tấm X hay O này nè, nó ngăn cách các bạn lại. O tượng trưng cho đúng và X tượng trưng cho sai. Thì Duy Khánh và Quốc Khánh sẽ lần lượt đọc những câu hỏi dành cho TG và Đích Lép, kéo cái đó ra, hai cái má chạm vào nhau thì sẽ nhận được một điểm. Dạ. Yeah. Rồi, cũng dễ hiểu thôi. Rồi bây giờ trước khi chơi mình có muốn nói gì với nhau không? Chán rồi anh, 11 năm rồi chán rồi. Chán, ok, tôi che lại. Rồi, ok, bây giờ các bạn đã sẵn sàng chứ nào? Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Khi cả hai giận nhau, Đích Lép luôn là người phải làm lành trước, đúng hay sai? 3, 2, 1. Wow. Ê, cái này trùng nhưng mà cái câu trả lời này tôi thấy nó cũng hơi ngộ nha. Tức là anh ta không làm lành trước. Dạ, đúng không? Dạ đúng. Hồi mới yêu là lúc nào giận nhau em cũng phải tự xách xe máy qua đứng trước cửa để năn nỉ xin lỗi. Trời ơi, sao có giá vậy? Sao cái gì mà cực quá vậy? Sao yêu cực quá à? Tại yêu chúng trai đẹp á. Trời ơi, sao mà có giá vậy? Hồi đó em bị cái em hèn á anh, nhưng mà về sau này thì em được làm điều ngược lại. Câu tiếp theo nha. Nếu phải chấm điểm đối với TG, vẻ đẹp của Đích Lép là 10 điểm không có nhưng, đúng hay sai? 3, 2, 1. Trời ơi. Ây da. Lỡ cưới rồi nên chứ không là người ta sẽ đánh giá mình là mình không có mắt nhìn người. Đó nên bây giờ mình phải tự ám thị bản thân mình là chồng mình rất là đẹp trai. 10 điểm. Ok. Câu hỏi tiếp theo. Đích Lép là người tiêu tiền nhiều hơn cho sở thích cá nhân của mình, đúng hay sai? Cảm ơn ngươi, không dám nhìn mặt. Kết quả là bên đây luôn nè. Thì đúng rồi, bên này. À, cái này có là cái này là hiểu nhau nhưng mà cố tình trốn tránh hả? Anh này kiểu đưa má không muốn nhìn mặt, không muốn nhìn. Rồi, tiếp theo. Nếu có một công việc đòi hỏi Đích Lép sẽ quay cùng với một bạn diễn khác giới mà không phải là TG, TG đồng ý hay không? Chúc chắc rồi, chúc chắc rồi. 10 năm không có giải quyết được. Đoán nha.
Tôi đoán là ông này trả lời thiệt. Tự nhiên không chịu đâu. Chịu. Làm lớn chuyện đi. Lần trước đi đi quay xong rồi tự nhiên không chịu. Đi quay cái gì? Đi quay phim. Có hỏi câu đó, giờ lỡ như anh quay có cảnh hôn nhau em chịu không? Hôn thì không chịu, mà nắm tay thì được. Nói chung là vợ chồng này nói là cũng tùy thời điểm lúc đó vợ chồng đang cảm thấy như thế nào. Đúng rồi, đúng rồi, cũng lo ngại lắm. Hỏi bình thường thì còn tình cảm, cho mình hỏi sâu quá là hết tình cảm. Ừ, thấy mình đang dần hết. Rồi, câu này hay nè, câu này hay nè. Đích Lép sẽ không bao giờ lén TV giấu quỷ đen, đúng hay sai? Ờ, tôi thấy câu này Đích Lép trả lời mắc gian. Ồ, vậy là có quỷ đen đúng không? Làm sao bạn biết được là sai? Thật ra đơn giản lắm, tại tháng cho nhiều đó tiền mà đồ chơi nó lúc nào cũng vượt quá. Ồ. Mọi người đàn ông nhận mình gia trưởng nhưng mà dư tiền thì đi mua đồ chơi. Tâm lý ngộ. Sao ta? Tiếp đi. Câu này câu cuối cùng nè. Nếu được lựa chọn lại, TG sẽ không chọn Đích Lép, đúng hay sai? Câu này sai cái là đi về luôn đó. Cho dù bao nhiêu lần chia tay và quay lại thì em chưa bao giờ nghĩ là ước gì chưa từng yêu anh này. Đây là mối tình thứ mấy của bạn? Dạ thứ ba. Đây là mối tình thứ mấy của bạn? 19. 19? 19 mà rất là ngọt ngào dễ thương ha. Sau khi kết thúc vòng 1 thì chắc bây giờ Khánh sẽ công bố kết quả nha. Và kết quả chung cuộc sau vòng thi đầu tiên thì TG đoán được 3 câu và Đích Lép đoán được 2 câu. Xin chúc mừng TV. Xin chúc mừng, xin chúc mừng. Nhiều thôi ha. Rồi ok, bây giờ vòng 2. Vòng 2 của chúng ta sẽ mang tên là kỷ niệm. Nãy giờ lòng tin là coi như là thấy mọi người cũng đông đầy rồi. Dạ. Kỷ niệm thì sẽ có nhiều cái để khui lại ha. Và bây giờ xin quý vị hãy nghỉ giải lao trong giây lát nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vòng thứ hai của chương trình Khi hai là một. Và đây sẽ là vòng mang tên kỷ niệm. Thì bây giờ mình sẽ có một cái trò chơi. Duy Khánh và lại Quốc Khánh sẽ cùng nhau diễn hai tiểu phẩm. Mỗi một tiểu phẩm thì Duy Khánh sẽ đưa ra một quan điểm, Quốc Khánh sẽ đưa ra một quan điểm tương ứng với A và B, là hai tấm bảng này. Và các bạn sẽ dựa trên hai quan điểm đó, các bạn nhận ra là ok, mình nghĩ là quan điểm A đúng, bạn có thể B đúng. Xong bắt đầu từ đó chúng ta sẽ tranh cãi coi đâu mới thật sự là đáp án phù hợp nhất. Hả? Ok chưa? Ok, tiểu phẩm bắt đầu. Đây sẽ là một tiểu phẩm tái hiện lại khoảng thời gian đầu tiên ở ngày hẹn hò. Duy Khánh trong vai bạn trai, Quốc Khánh trong vai bạn gái. Xin mời mọi người đến với tiểu phẩm buổi hẹn hò đầu tiên. Ok, 3, 2, 1. Ủa, em? Dạ. Em ngồi xuống đi. Anh không kéo ghế cho em ngồi hả? Không, anh không có kéo ghế, em tự ngồi đi. Mình chữa lại gì của nhau hết á. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Dễ thương quá trời. Dễ thương quá, ngoài dễ thương quá. À, đồ ăn anh kêu sẵn rồi đó. Ta làm trước rồi. Ủa, em thích ăn cái gì? À, em thích ăn tôm. À, tôm, đây là món tôm á, ăn đi. Nha, ăn đi. Em ơi, ăn bị hàm hồ quá. Dạ. Anh mới chỉ cầm con tôm này em ăn hết 3 con rồi. Không, cái là em diễn cho tôi nhanh đó. Tôi nhanh đúng không? Rồi, ok. Thôi, coi như hôm nay gặp nhiều vui quá rồi ha. Thôi, bữa sau đi chơi tiếp nha. Bữa sau nha, bữa sau anh qua đón luôn ha. Dạ. Ha. Rồi, giờ cứ tính tiền đi. Giờ tính tiền giùm em. Coi như 500.000. Sao vậy bé? Người ta báo giá rồi nè. Giờ sao giờ tính đi nè. Tính. Sao đã giờ bình thường mà tôi không tính tiền sao kỳ vậy? Ủa anh ơi, cái này là anh mời em mà. Ủa, đâu em có thể đọc lại tin nhắn, anh chưa bao giờ nhắn là anh mời em. Anh nói là hôm nay tụi mình gặp nhau đi ăn nha. Và bây giờ em phải share tiền với anh à? Thì nếu em có nhiều tiền em có thể trả luôn được. Không, thật ra thì em trả hết thì cũng được. Nhưng mà ý là em thấy hành động này nó hơi kỳ. Đâu sao kỳ, trời ơi. Thì giờ mình này, mình chưa là gì của nhau, mình không có trách nhiệm phải bao nuôi nhau. Thật ra là cái bữa ăn này là anh là người rủ em. Và cái chỗ này anh cũng là người lựa. Và món anh cũng là người gọi. Và khi ăn, anh cũng là người ăn nhiều nhất. Ủa sao anh là đàn ông mà bây giờ anh trả giùm em bữa ăn không được, sau này anh che chở em được? Không, có nghĩa là sau này thí dụ mà ok, mình chính thức mình là vợ chồng rồi, lúc mình trả tiền cho nhau cũng được, không có vấn đề gì hết, hiểu không? Lúc mà tiền anh với tiền em là của chung rồi, hiểu không? Thôi, tôi không muốn đồng ý với quan điểm của anh trai. Nãy giờ anh ngồi kế bên em á, anh ngồi anh nói gì? Quan điểm của em á là quan điểm A,
là sao? Quan điểm A là giống như là đàn ông á ra ngoài tiệm ăn uống với phụ nữ, cái việc á mà nam nữ bình đẳng với nhau cái điều đó tôi biết, nhưng mà vấn đề á tất cả những anh đàn ông thường sẽ thấy á là tôi bỏ tiền ra là nhiều hơn, thực ra không có, phụ nữ chúng tôi cũng bỏ rất là nhiều, tôi phải làm nail, tôi phải make up, tôi phải mua đồ mới, tôi mua một cái son mới, mua đồ make up mới để gặp các anh, cho nên tôi cảm thấy là cái việc các anh bao tôi là quá rẻ rồi. Anh là đáp án B nè. Đáp án B của anh là bây giờ mình chưa là gì của nhau, mình là từ hai người xa lạ mà không có thân thiết với nhau, mình gặp nhau đầu tiên phải là như hai người bạn trước, mình bản thân mình là phụ nữ nhưng mình phải có một cái động thái gì để mình hỗ trợ. Chị Di chọn cái gì? Em sẽ chọn share tiền. Share tiền ở trên vai trò của một người con gái. Còn nếu mà em mở vai trò của một người con trai thì em sẽ không bắt người yêu của em share tiền. Ok ok. Thì chắc cũng chọn hai đáp án. Nhưng mà thêm về đáp án A. Ok. Đối với mình là một người con trai á, khi mà đã mở miệng để mời một người phụ nữ đi ăn thì phải chắc chắn là mình sẽ trả được cái số tiền mà hai người chắc chắn sẽ đến cái nơi đó. Và cái số 2 nữa thực ra là trả tiền không phải nghĩa vụ của đàn ông. Cái đó là một điều chúng ta phải thống nhất với nhau. Nó không phải nghĩa vụ. Trả tiền là một cách để đàn ông có thể ga lăng với người con gái của cuộc đời mình. Nhưng mà nếu như người con gái mà đủ khôn khéo và ứng xử á, họ cũng sẽ móc ví ra, họ muốn share. Chứ cái bài toán đúng là gì? Phụ nữ cũng móc ví ra để em share với anh, nhưng mà anh sẽ thôi để đó anh trả cho. Đó là bài toán rất là đẹp. Ở đây là hai bạn đều đưa ra rất là hay, có nghĩa là nếu trong quan điểm là người con trai như con gái thì hai bạn đều như vậy. Nhưng mà may mắn là tại vì Lép với TG là ngay từ lúc quen nhau ấy, không biết bằng cách nào đó mà đã kiểu đối xử như vợ chồng luôn á. Kiểu giống như là tiền sẽ luôn coi là tiền chung á. Chỉ có sau này cưới nhau về á bắt đầu mới phát lương. Lộng quyền á, lộng quyền á. Ok, vậy thì ở câu hỏi đầu tiên hai đội Huê. Ok. Yeah, xin chúc mừng ạ. Rồi, chúng ta hãy đến với tiểu phẩm thứ hai. Di Khánh trong vai bạn gái, Phước Khánh trong vai bạn trai. Xin mời mọi người đến với tiểu phẩm Chúng ta là gì của nhau. Bố chồng mới về hả? Trời ơi, em xin lỗi, mệt quá. Dạ, tại vì nãy giờ nấu đồ ăn chờ anh về á, nhưng mà cơm nguội hết, hay để em đi thăm lại nha. Thôi được rồi, ngồi nó nghe nè. Hôm bữa mình tính với nhau là cuối năm mình cưới á, nhưng mà chắc có lẽ là anh nghĩ là mình phải để dành đủ một số tiền để lo cho tương lai của hai đứa mình. Chứ mà cuối năm mình lấy nhau á, thật sự á, anh nói thật lòng á, anh lấy được để mà tổ chức một cái đám cưới á, anh tổ chức được, nhưng mà để che chở em suốt cuộc đời á thì anh nghĩ là không phải là một cái đám cưới nó có thể giải quyết hết được đâu. Mình đã yêu nhau, mình đã thương nhau, mình đã ở với nhau đến thời điểm bây giờ là 6 năm rồi. Em nghĩ đó là một khoảng thời gian mà nó không phải là ngắn. Em năm nay 28 tuổi rồi. Giờ anh kêu em chờ, anh là chờ đến bao giờ? Em cũng bị gia đình hối thúc nữa chứ. Nhưng mà cái em cần, cái đích đến cuối cùng trong tình yêu của em là danh phận. Em, vấn đề á là bây giờ em muốn mình có một cái danh phận, mình phải là vợ chồng. Nhưng mà căn bản bây giờ mình ở với nhau, ở chung nhà, khác gì vợ chồng đâu. Em anh hiểu. Không phải là không muốn cưới em nhưng không, mà... anh bình tĩnh nghe em nói nè. Em không đòi hỏi một cái đám cưới thật sang trọng, thật lộng lẫy, đầu tư hoành tráng, em không cần cái chuyện đó. Em chỉ cần một cái đám cưới nho nhỏ. Anh hiểu em rồi đúng không? Hiểu. Vậy cưới em đi anh. Em ơi, vấn đề á, quen 6 năm qua không để dư được một cái gì hết. Mà bây giờ em nói là mình cưới nhau, mà anh biết anh cũng muốn cưới em chứ. Nhưng mà vấn đề là bây giờ mình cưới nhau rồi là mình có chỉ có tiền đám cưới thôi. Mình không có tiền để mình có con, không có tiền để mua nhà cho em. Dạ bây giờ ok, em không cần một cái đám cưới nữa. Em cần một tờ giấy đăng ký kết hôn. Điều đó có quá khó với anh không? Đăng ký kết hôn? Nếu anh nói là đám cưới là mình không có tiền, mình không có điều kiện, vậy thì mình chỉ cần cầm cái bút mình ký thôi là xong á. Nhưng mà vấn đề là sẽ đám cưới sao? Em ơi, cái giấy đăng ký kết hôn á với lại cái đám cưới á, anh thấy nó cũng giống như nhau. Ý anh là quan trọng mình cảm thấy mình hạnh phúc thì mình cứ giữ cái sự hạnh phúc đó đi. Mà cái giấy kết hôn nó chỉ là một tờ giấy thôi. Nhưng mà nó có thể giúp em chia được tài sản này. Anh ơi, em tưởng nhà này mình có tài sản hả em? Câu chuyện của mình rơi vào bế tắc rồi. Anh ơi, em mệt lắm. Chị ơi, em nói chị nghe, em biết chị là người một người phụ nữ ở nhà kế bên và em rất là ngưỡng mộ tình cảm của chị với ảnh á. Em không may mắn được như vậy, em không có được những cái danh phận á. Thì em hỏi chị nè, nếu như trong trường hợp mà chồng chị không chịu cưới chị á mà chị vẫn còn thương anh đó thì chị có chấp nhận cái chuyện đó không?
là em chọn em phương án mấy? Em xin lỗi em quên, ý của em là phương án B á. Anh trai, thật sự là em nghĩ là anh cũng hiểu cuộc sống của em hiện tại. Là đàn ông với nhau á, mình có rất là nhiều cái nỗi lo. Và đâu có phải đồng nghĩa với việc cưới nhau là hạnh phúc cả đời đâu, mình hiểu không? Anh nói giùm em đi, em là phương án A. Chọn B hả? Chị chọn phương án B. Là con nghĩ là cái phương án này là em không có chấp nhận. Ý là em vẫn muốn có một danh phận, chị cũng vậy đúng không? Đúng rồi, chị cũng vậy. Tụi mình đồng cảm được á. Đúng rồi đó. Còn anh? Không, để khuyên ra mọi người thì là phương án B là mình trải qua rồi. Nhưng mà rất tiếc là ngay trong giai đoạn cũng hơi giống thôi nha. Giống chỗ nghèo á. Thì là lúc đó Lép chọn phương án đau đớn, không dám nói ra và lặng lặng chia tay. Đó là phương án C luôn á, phương án ngoài cái điều đó. Phương án C. Có một cái lần mình nói với Trúc là nếu như một ngày nào đó mà anh không có tiền, anh nghèo, anh không có khả năng kiếm tiền nữa thì sao? Trúc trả lời với một gương mặt rất là hồn nhiên, kiểu dĩ nhiên á. Ủa, kiếm tiền là chuyện của cả hai mà anh, sao có mình anh vậy? Thì cũng vì cái câu nói đó khiến cho mình cảm giác rằng thực ra thì mình luôn tự ám thị rằng là đàn ông là có một cái trách nhiệm như vậy. Nhưng mình quên mất là thật ra là kể cả chuyện gia đình hay là chuyện kiếm tiền, nó là chuyện của cả hai. Như tôi thì tôi bỏ phiếu trống cái này đi, tôi không biết câu trả lời. Còn với phía Duy Khánh thì Duy Khánh không có tư cách để bỏ phiếu. Nên là coi hiện tại là mình hòa nhá. Ok, coi hai vợ như là hai vợ chồng lại tiếp tục hòa. Và tổng chung cuộc của vòng đấu này thì Lép và TG hòa nhau. Xin chúc mừng. Yeah. Rồi, bây giờ nãy giờ mình cũng đã chia sẻ và cũng đã có những cái giây phút rất là vui cùng với nhau rồi. Bây giờ mình sẽ đến một cái phần nó nặng ký hơn, là vòng cuối cùng mang tên là nương tựa nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Ok, trước khi đến với nương tựa thì các bạn hãy cùng nghỉ giây lao trong ít phút nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vòng cuối cùng của chương trình Khi hai là một. Ở vòng này chúng ta sẽ có một cái chủ đề mang tên là nương tựa. Lục chơi sẽ như thế nào hả Quốc Khánh? Trò chơi của chúng ta được mang tên là trả lời câu hỏi và ráng trả lời sao cho đúng. Thì luật chơi như sau. Chương trình sẽ cho những câu hỏi và nhiệm vụ các bạn là ráng trả lời sao cho đúng. Là nó giống với cái tựa trò chơi vậy đó. Thì trước khi trả lời muốn làm khó các bạn tí xíu. Các bạn có biết là xoay vòi voi không ta? Và mình xoay như vậy đủ 5 vòng, xong rồi mình phóng lên lưng người đồng đội của mình. Và người đồng đội mình sẽ cõng mình từ đó chạy về đây, giành quyền nhấn chuông. Sau đó ai trả lời nhiều câu hỏi nhất sẽ là người chiến thắng. Rất là đơn giản. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng tôi sẵn sàng. Sẵn sàng. Ok, mời các bạn vào vị trí bắt đầu. Và trò chơi của chúng ta xin được phép bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, phú nào không thích ồn ào náo nhiệt? Rồi, xoay. Phú không thích ồn ào náo nhiệt. Phố chứ, phố. Phú hả? Phú gì ta? Phú Yên đúng không? Phú Yên đúng không? Hay vậy ta? Hay quá, Con hay vậy ta? Hay quá, tiếp. Từ nào có nhiều chữ nhất, đố mèo? Từ nào có nhiều chữ nhất? Được không vậy? Tự nhiên. Ủa? Tự nhiên. Chữ nghiêng không phải hả? Ủa vậy, tao gõ lên đó là câu đó hả? Đáp án là từ điển. Từ điển, ồ, hợp lý, hay. Câu hỏi hay. Thôi, bây giờ anh quay đi em cổng. Gì vậy? Câu hỏi số 3, chợ nào dùng để nhai? Chợ trái răng. Hay quá. Chợ cái răng hợp lý nha. Câu hỏi số 4, trà nào không uống được? Trà gì không uống được? Tôi biết rồi. Hay quá vậy. Trà gì không uống? Ủa? Trà Vinh. Yeah. Ủa, nó nghe sao? Bí. Nó nghe nè. Xong mấy nó hối tôi dữ lắm luôn. Nhanh. Hay quá. Và sau vòng chơi đầy sóng gió, không ngờ lại có một cái chiến thắng lội ngược dòng từ phía Thích Lém. Xin chúc mừng anh. Và với chiến thắng của vòng 3 này thì tổng tỷ số chung cuộc vẫn là 2-2. Và người chiến thắng thuộc về cả hai vợ chồng. Xin chúc mừng các hai người. Quá tuyệt vời. Một cái kết quá đẹp.
Điều may mắn là nếu như trong chương trình của chúng ta hai người đều huề thì chương trình chúng tôi sẽ chuẩn bị cả hai món quà dành tặng cho hai bạn. Xin mời. Yeah, chúc mừng hai bạn. Một cái máy vắt cam và một cái bình giữ nhiệt. Quá tuyệt vời. Yeah. Cảm ơn hai bạn vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình. Thật sự đồng hành cùng với hai bạn cảm thấy rất là vui. Và Khánh tin chắc là đang có rất là nhiều người coi các bạn là một nguồn động lực để cố gắng. Cảm ơn hai bạn vì đến thời điểm bây giờ vẫn yêu thương nhau. Yeah. Cảm ơn hai bạn đã dành thời gian và đến với chương trình. Và một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Chương trình Khi Hai là một do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ví dụ những lúc mà Him mà thiếu tiền hay gì là Leo sẽ biến mất. Nếu như mà Khánh có khó khăn gì trong cuộc sống thì có thể liên hệ Leo nha, giàu lắm đúng không? Vậy Leo là cũng thuộc dạng là gia đình có điều kiện. Và cái này là Him đồn mà.